Vợ lẽ phải đòn. Xưa có người đi làm quan xa, vợ ở nhà có ngoại tình ít lâu. Có tin người chồng sắp về, đứa gian phụ lấy làm lo. Đứa gian phu bảo rằng, không việc gì mà sợ, tôi đã làm sẵn thứ rượu thuốc để đãi nó đây rồi. Hai hôm sau, chồng về tới nhà, đang khi chuyện trò vui vẻ, người vợ sai người thiếp rót chén rượu dâng chồng. Người thiếp biết rõ chén rượu ấy có thuốc độc, nghĩ trong bụng rằng, ta mà dâng chén rượu này thì ta là người giết chồng, ta mà nói ra thì ta lại làm cho vợ cả ghét ta. Bèn giả cách ngã, làm cho chén rượu đổ xuống đất. Chồng thấy vậy giận lắm, đánh cho người thiếp mấy chục roi. Than ôi, người thiếp này đánh đổ chén rượu phần thì làm cho chồng còn được sống, phần thì làm cho vợ cả được khỏi tội. Trung tín đến như thế mà chẳng khỏi đòn mà phải chịu tội.